Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 119. Chương 1181, Yêu tộc Đại Đế Kim Bất Di, 1. Hắn và Hàn Yêu Hoàng liên thủ, lập tức chiếm thế thượng phong. Hàn Yêu Hoàng há miệng, phát ra tiếng gầm trầm lặng, chấn động tới mức nguyên thần của kinh hồng sao động. Côn Yêu Hoàng lại tế ra vô số yêu trùng, xâm nhập nguyên thần, gặm nhấm nguyên thần của hắn. Trùng mẫu lập tức bay ra, ăn thịt yêu trùng, hai loại côn trùng đại chiến trong cơ thể kinh hồng yêu hoàng, giết tới máu chảy thành sông. Ở đằng khác, Kim Bất Di lảo đảo lui lại, xoay người vung đao, đao quang lại bị một kim thân đại thánh giơ song trưởng kẹp lấy. Trên một con đường khác của đạo kỷ cung, cánh cửa bị một thân thể khổng lồ xuống đổ, lại có một kim thân đại thánh đi tới, bao vây Kim Bất Di. Bụi bặm đã lắng xuống. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ nhìn về phía đạo kỷ cung, thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu. Đám thế gia yêu tộc ta vốn chia năm xẻ bảy, ngay cả đống cát vụn này mà còn không đối phó được thì làm sao nâng đỡ tân đế đăng cơ, đối phó với tiên đình khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Hứa Ứng, ngươi không được rồi. Hắn lắc đầu, loại bỏ Kim Bất Di khỏi lựa chọn yêu đế. Mã gia, Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ Trường Thanh Phủ Quân cũng mỉm cười nói, đại sự đã thành. Yêu tộc lập đế, lúc đầu có kẻ giáp tâm hại người, lại có Hứa Ứng tạo phản trợ loạn. Nếu để hắn lập đế thành công, chỉ e yêu tộc sẽ thành mối họa lớn. Hôm nay cuối cùng cũng có thể để tiên đình nắm giữ đế quyền của yêu tộc, hơn nữa còn diệt trừ được tai họa Hứa Ứng, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quan trọng hơn nữa là trong trận chiến này hắn hoàn toàn không bỏ công bỏ sức gì đã dẹp yên được Hứa Ứng. Nắm giữ toàn bộ đế quyền tương lai của yêu tộc vào tay, thủ đoạn thật quá cao minh, khiến hắn không khỏi tự đắc. Lại nói tới Kim Sĩ Đại bằng sách theo thùng phân, bay được mấy vạn dặm, đột nhiên nghe một tiếng cười nói, con chim ngốc nhà ngươi chạy nhanh đấy, thiếu chút nữa ta không đuổi kịp. Kim Sĩ Đại bằng là tộc lão Nguyệt gia ở Tổ Đình, lần này phụng lệnh tới bắt thùng phân, nghe vậy thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Hứa Ứng đã bồng bềnh trên đỉnh đầu mình từ lúc nào chẳng hay. Hắn kinh ngạc nói, Hứa Ứng, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở trong đạo kỷ cung à? Trong đạo kỷ cung, tộc lão Hạ gia Hạ Hải tế kim thân đại thánh nhà mình lên, hóa thành phi hạc đánh lui Kim Bất Di, giết vào nơi ở của Hứa Ứng, quát, Hứa Ứng, chém đầu ngươi trước. Hắn phất tay, một luồng sáng trắng lóe lên, Hứa Ứng chưa kịp chống cự thì ánh trắng đã lướt qua cổ, đầu rơi xuống đất. Hạ Hải vui mừng, đang định nhặt đầu Hứa Ứng để lĩnh thưởng thì đột nhiên thấy cả thân thể và cái đầu của Hứa Ứng đều bùm một tiếng, hóa thành một luồng khí vàng bay ra, biến mất không còn tăm hơi, dưới đất chỉ còn một quyển kim thư. Cùng lúc đó tộc lão Nguyệt gia Nguyệt Bằng đang định chém chết Hứa Ứng, đột nhiên thùng phân dưới chân hắn lóe lên kim quang, hút hắn vào. Trong, một luồng khí vàng bay tới, rơi xuống đỉnh đầu Hứa Ứng, chui vào trong cơ thể y. Hứa Ứng giơ tay nâng thùng phân, ánh mắt nhấp nháy, chỉ thấy khí xanh bay lên trên đầu, hóa thành ba Hứa Ứng hạ xuống xung quanh y. Chỉ một mình ta tế bảo vật này lên e là pháp lực không đủ, cho nên phải mời ba vị các ngươi. Sau lưng Hứa Ứng, nguyên thần hiển hiện, lục đại động thiên ầm ầm mở rộng, ba Hứa Ứng khác áo xanh áo trắng áo vàng cũng quát lớn một tiếng, mở lục đại động thiên sau lưng. Tế, Hứa Ứng và tứ đại nguyên thần hợp lực phát động thần thông, chỉ thấy thùng phân bay lên, càng ngày càng cao, chỉ trong chốc lát đã lên tới tận thiên ngoại. Lúc này tất cả mọi người trong Tổ Đình đều cảm thấy nôn nao khó chịu, dồn dập ngẩng đầu, nhìn lên thiên ngoại. Trường Thanh Phủ Quân cũng nhìn lên, của hỉ thấy một thùng phân tổ thần cực kỳ khổng lồ đang từ thiên ngoại bay tới, xâm nhập khí quyển Tổ Đình yêu tộc, bao phủ nửa bầu trời Tổ Đình. Hỏng bét, khóe mắt hắn giật giật, lập tức hóa thành một luồng tiên quang bỏ chạy, xe gió bay đi. Cùng lúc đó Hứa Ứng hợp lực cùng tứ địa nguyên thần, phát động uy lực của thùng phân tổ thần. Chỉ thấy kim quang vô lượng chiếu rọi từ trong thùng phân ra, vẩy xuống dưới. Xem các ngươi làm gì được, Hứa Ứng quát. Tuy Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh là do Ngọc Hồ Chân Nhân khai sáng, nhưng xưa nay người vận dụng môn công pháp này đến mức tinh diệu nhất lại không phải Ngọc Hồ Chân Nhân mà là Hứa Ứng. Thùng phân tổ thần từ thiên ngoại bay tới chính là Hứa Ứng thi triển thủ đoạn Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, dùng thần thông không gian gia tăng uy lực của bảo vật này lên ngàn vạn lần. Chương 1182, Yêu tộc Đại Đế Kim Bất Di, 2. Thùng phân của tổ thần là bảo vật để cất giữ đạo thương của tổ thần,
uy lực vốn đã cực kỳ lợi hại, có điều tu vi của Hứa Ứng không đủ. Mỗi lần chỉ đối phó được lác đác vài người, số lượng quá nhiều hoặc thực lực đối phương quá mạnh thì có thể chạy khỏi phạm vi bao phủ của thùng phân. Nhưng sau khi được Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh phóng đại, giờ phút này cái thùng trên thiên ngoại bao phủ phân nửa tổ đình yêu tộc. Kim quang trút xuống như nước thủy triều, toàn bộ tổ đình đều nằm trong phạm vi uy lực của thùng phân này. Kim quang kia chiếu tới đâu, bất luận là kim thân đại thánh mà các tộc tế lên hay đại thánh còn tồn tại trên thế gian như Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng đều bị kim quang của thùng phân hút vào, không khống chế được mình, dồn dập bay về phía miệng thùng trên thiên ngoại. Đừng hòng! Từng tiếng hét lớn vang lên, đám người đang bị hút lên không trung còn dãy giụa không ngừng, ai nấy hiện ra chân thân, hóa thành dị thú thái cổ, thân thể khổng lồ vô biên. Có kẻ vỗ cánh bay đi, có kẻ bơi trong không trung, hoặc khống chế đạo pháp, ra sức phi hành, định chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của thùng phân. Từng kim thân đại thánh thân thể khổng lồ như tinh cầu, tu sĩ các tộc hạ sông kim thân này, khống chế kim thân chạy, trốn ra ngoài. Nhưng lúc trước Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng và Phượng Yêu Hoàng bị thùng phân khóa chặt còn không chạy được, huống chi bọn họ. Cho dù bọn họ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể ngăn cản thân thể mình rơi vào trong thùng. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Thùng phân tổ thần này không khác nào muốn hốt trọn tổ đình yêu tộc, dường như chỉ cần Hứa Ứng muốn là có thể thu sạch yêu tộc vào trong thùng. Đế tử Kim Bất Di tìm được trợ thủ tốt. Yêu tổ nhìn về phía tiên quang mà Trường Thanh phủ quân lưu lại khi bỏ chạy, nở một nụ cười. Hắn còn đang do dự, liệu có nên quy thuận triệt để tiên giới hay không. Tiên giới cũng thử nắm giữ yêu tộc, khiến yêu tộc trở thành thế lực của bản thân. Nhưng quy thuận tiên giới, yêu tộc sẽ đánh mất cơ hội Đông Sơn tái khởi, hoàn toàn trở thành chó săn cho tiên giới, trở mặt với các thế lực tổ đình khác. Hắn cũng không muốn đi tới bước đó. Nhưng tình cảnh như vậy, nếu không quy thuận tiên giới thì phải chọn ra một yêu đế cường đại, cũng phải có một đồng minh cường đại viện trợ. Theo yêu tổ, Tam Đại Yêu Hoàng, Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng, Phượng Yêu Hoàng muốn nhân lúc lựa chọn yêu đế làm công thần phó tá, đều là loại tầm mắt quá thấp, đánh đập nhỏ lẻ, không đáng nhắc tới. Chỉ có thiên tôn trên tiên giới mới đủ sức nặng. Nhưng nếu không còn đường khác, yêu tộc chỉ có thể lựa chọn một yêu đế nghe theo thiên tôn, mà yêu tổ hắn cũng buộc phải chấp nhận kết quả này, không còn suy nghĩ nào khác. Hứa Ứng xuất hiện, cho hắn hy vọng mới. So với thế lực tiên đình, Hứa Ứng không đáng nhắc tới, lựa chọn hắn là một sai lầm. Nhưng so với yêu tộc thì lực lượng của hắn cũng không đáng nhắc tới, chẳng phải vẫn lật kèo được sao? Yêu tổ thầm nhủ trong lòng. Thứ yêu tộc muốn là cơ hội Đông Sơn tái khởi, đầu hàng tiên giới mang ý nghĩa hoàn toàn mất đi cơ hội này. Hợp tác với Hứa Ứng, tuy hy vọng xa vời, nhưng tóm lại là vẫn còn hì. Chỉ cần còn thở là còn đường gỡ, hắn thầm nhủ trong lòng. Cường giả của các gia tộc yêu tộc rơi vào trong thùng, chỉ cảm thấy mùi tanh hôi ngập mũi, lập tức khóa ngũ khí, chặn tam quan, phong tỏa trọng lâu, ô nhiễm giao trì, khép đạo tràng, dẹp yên đọa thụ. Thần kiêu đầy vết xỉ, ngọc kinh ô nhiễm không chịu nổi, từ yêu tiên rơi xuống thành phàm. Thùng phân này vốn là thứ bẩn thỉu nhất. Tổ thần dùng nó để chứa đạo thương của mình, vốn cũng chỉ định tùy tiện luyện một thứ đồ chưa đạo thương, tế luyện qua loa, không cần luyện quá tốt. Nhưng vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, tổ thần thụ thương quá nặng, luyện đi toàn những thứ dơ bẩn nhất trong vũ trụ ném vào trong thùng. Bản thể của tổ thần vốn là nguyên thần của vũ trụ hư không, cực kỳ to lớn, đương nhiên bộ phận đạo tượng bị luyện đi cũng mang uy lực phi phàm. Dần dần già đạo thương xâm nhiễm thùng gỗ, khiến nó trở thành pháp bảo lợi hại tới cực hạn. Bất cứ ai bị hút vào trong thùng thì tu vi bản thân cũng bị ô nhiễm, đạo tâm bị ô uế xâm nhập, rơi vào trong thùng là không thể chạy được. Chỉ có bị đổ ra mới có thể khôi phục. Đám người dồn dập ngã vào trong thùng, mất đi năng lực phản kháng, ngay cả hai vị đại thánh như Hàn Yêu Hoàng và Côn Yêu Hoàng cũng không thể chạy thoát, lần lượt rơi vào thùng. Mọi người đừng kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1183, yêu tộc đại đế Kim Bất Di. À. Côn Yêu Hoàng giơ cao 8 cánh tay, ra hiệu cho mọi người ổn định lại cảm xúc, trầm giọng nói, ta và Hàn đạo huynh từng có kinh nghiệm rồi, chỉ cần rời khỏi cái thùng này là tu vi lập tức khôi phục. Khi tên Hứa Ứng kia đổ chúng ta ra, chúng ta có thể đánh cho hắn không kịp trở tay.
Hàn Yêu Hoàng nói, Côn huynh nói chí phải, mọi người chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hứa Ứng dùng thùng phân đánh tan đám người này rồi thu hồi thùng phân tổ thần, ba thiên địa nguyên thần dồn dập sụp đổ, hóa thành một luồng khí xanh trở về thân thể Hứa Ứng. Hứa Ứng và nguyên thần chỉ cảm thấy tu vi trống rỗng, cho dù có lục đại động thiên gia trì, giờ phút này tu vi cũng cạn kiệt. Vận dụng hồ thiên chứng đạo kinh tế thùng phân tổ thần, hao tổn tu vi quá nhanh, với tu vi hiện tại của y lại thêm cửu đại pháp bảo làm cảnh giới bên ngoài mà còn không trèo chống nổi. Nếu đám người Hàn Yêu Hoàng kiên trì thêm một nhịp thở thôi, bản thân Hứa Ứng sẽ hao sạch tu vi, không làm gì được bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ không cố nổi. Hứa Ứng thu hồi nguyên thần, phát động lục đại động thiên, không ngừng khôi phục tu vi. Tới lúc về đến Đạo Kỷ Cung, tu vi của y đã khôi phục đỉnh phong. Thất gia. Y gọi Ngoan Thất, lôi con yêu quái nuốt kim cương trác ra, xách cổ lên nói, có phải yêu vật này nuốt kim cương trác của ngươi không? Ngoan Thất thấy màu lông yêu quái này, vội vàng nói, đúng là hắn rồi. Phun ra, con yêu nhe răng trợn mắt với hắn, cực kỳ hung ác. Linh Tư Ức vội vàng nói, vị này là yêu tu ly tộc trong yêu tộc chúng ta, tên là Lý Cương Trạch, tính cách cứng rắn, mềm không được cứng không xong. Để ta khuyên hắn phun kim cương trác ra. Hứa Ứng lắc đầu nói, sao phải phiền toái như vậy? Giết hắn, mổ bụng, lấy kim cương trác ra là được. Yêu miêu Lý Cương Trạch vội vàng kêu lên, đợi đã, ta đầu hàng. Nói xong lập tức ngoan ngoãn phun KTC ra ngoài. Ngoan Thất thu hồi kim cương trác nói, họ Linh, ngươi vừa nói hắn tính tình cứng cái gì cơ? Cứng, cứng rắn. Linh Tư Ức không dám khẳng định. Ngoan Thất nói, còn không ăn gì cơ. Linh Tư Ức biết hắn nói móc mình, hung hăng lườm hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác. Ngoan Thất cười khà khà không thôi. Đám người Hàn Yêu Hoàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chậm rãi đợi Hứa Ứng đổ bọn họ ra là lật bàn giết ngược lại Hứa Ứng. Đột nhiên một kim thân đại thánh bị hút ra khỏi thùng phân, tiếp đó lại một kim thân khác bay ra. Đám người thấy vậy âm thầm nôn nóng, tộc lão Chu ra là ó, hai vị yêu hoàng, Hứa Ứng gian xảo này đoạt mấy kim thân đại thánh của chúng ta trước, khiến chúng ta không còn lực lượng đấu với hắn. Hàn Yêu Hoàng cười ha hả nói, tuy tên này có chút kế vặt, nhưng trước mặt ta mà chơi âm mưu tính toán thì trí tuệ còn chưa đủ nhìn. Tu vi thực lực của hắn kém xa chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đổ chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi cứ chờ xem ta bắt hắn ra sao. Không bao lâu sau, kim thân đại thánh trong thùng đã bị Hứa Ứng lấy ra gần hết. Sau đó các tộc lão, các cao thủ cũng lần lượt bị hào quang hút ra khỏi thùng, không rõ tung tích, cũng không nghe tiếng kêu thảm, không có tiếng quát mắng. Thời gian dần dần trôi qua, yêu tộc trong thùng càng ngày càng ít. Hàn Yêu Hoàng thấy vậy trong lòng căng thẳng, rốt cuộc Hứa Ứng đang làm cái quái gì vậy? Ta cũng có gì phải lo nhỉ, hắn làm gì được ta? Lần trước hắn có thể ném ta vào ao giác vũ trụ, nhưng lần này đâu phải ở tổ đình thiên đạo. Hắn mới nghĩ tới đây lại thấy có luồng sáng xanh rơi xuống, như dây thừng, quấn vài vòng quanh người mình. Hàn Yêu Hoàng ánh mắt nhấp nháy, trong lòng cười thầm, loại thần thông này mà đòi trói được ta. Đúng là nằm mơ. Sau khi ra ngoài ta sẽ. Đang lúc nghĩ ngợi thì dây thừng kia đã lôi hắn ra ngoài thùng phân, đối diện là nguyên thần của Hứa Ứng đứng thẳng bên ngoài thùng, bàn tay nắm lấy một quả chuông lớn, nhìn thấy mình là úp thẳng chuông vào. Hàn Yêu Hoàng bị giam trong chuông, 16 chữ phù văn tiên đạo bay lượn trên vách chuông, lạch bạch lưu dấu trên người hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã phong ấn nguyên thần thân thể tinh khí của hắn. Hàn Yêu Hoàng còn chưa kịp phản kháng đã bị phong ấn kỹ lưỡng. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên trắng trẻo mập mạp, đá một cái vào đầu gối hắn, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất. Lúc này Hàn Yêu Hoàng mới chú ý thấy, đám người trong các đại thế gia cũng quỳ như mình, quỳ rất nghiêm chỉnh. Có lẽ lúc được kéo ra khỏi thùng phân cũng bị đóng dấu như vậy, giam trong chuông phong ấn, cho nên mới ngoan ngoãn như vậy. Chương 1184, Yêu tộc Đại đế Kim Bất Di, 4. Hứa Ứng lại tiếp tục làm như trước, trói Côn Yêu Hoàng lại kéo lên, phong ấn xong Ngoan Thất lại đá cho một cái, cũng khiến Côn Yêu Hoàng quỳ xuống. Vất vả bao lâu, màn đêm đã qua, sắc trời dần sáng. Kim gia, ngươi muốn trở thành yêu đế thống nhất yêu tộc, không lập uy sao được. Hứa Ứng đi tới bên cạnh Kim Bất Di nói, ngươi là đế tử, huyết mạch đế tộc, lại tìm về công pháp thất truyền của đế tộc Đông Hoàng Bình Thiên Quyết. Có công rất lớn với yêu tộc,
vốn nên trở thành yêu đế, thay đổi hiện trạng suy nhược của yêu tộc, hăng hái quật khởi. Nhưng những tộc nhân của ngươi không những không ủng hộ ngươi lên làm yêu đế, ngược lại nhiều lần ra tay định giết ngươi, ép ngươi giao Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, mang ý đồ chia rẽ yêu tộc, thậm chí kéo cả kẻ địch bên ngoài vào. Bàn tay y đặt lên vai Kim Bất Di, nói, Kim gia, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không bằng làm luôn một lèo. Giết sạch lũ phản tặc này đi rồi mang uy thế đó vượt qua tranh chấp đế vị, trực tiếp xưng đế. Y cực kỳ hào hùng cười nói, tận 3.000 cái đầu đại yêu treo trên bầu trời, uy thế như vậy, ai dám giao tranh. Kim Bất Di nghe y nói mà nhiệt huyết dâng trào, tay cầm Tử U Minh đao đi tới, đến trước mặt đám người Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng, mang theo trường đao màu tím, chậm rãi bước qua trước mặt đám yêu tộc. Tử U Minh đao còn được gọi là yêu đao, do đế quân luyện yêu tà thành bảo vật, mang sát khí cực nặng, nếu không Chu Tiên Tàn Kiếm đã chẳng nổi cơn háo thắng tới giao chiến với nó. Giờ phút này thanh trường đao tỏa ra ánh tím, Kim Bất Di đi qua đâu là sát khí đảo quanh cổ đám người, cứ như chỉ đi thêm vài lượt là đầu rơi xuống đất. Tộc lão các tộc nơm nớp lo sợ, thậm chí trong đám người đã có mùi khai của nước tiểu. Trong Tử U Minh đao lấp loáng đao ý khủng khiếp, đó là đao ý luyện thành qua cả ngàn năm kề vai sát cánh với Hứa Ứng, chiến đấu cùng tiên giới thiên giới. Đao ý này đảo qua là chém đứt tâm hồn, cắt đứt ý chí, phá vỡ nguyên thần. Đao của hắn đã nhập đạo. Bước chân của hắn dẫm lên mặt đất, lại như dẫm lên trong lòng mỗi người, cảm giác như tử vong từ từ áp sát. Đột nhiên Kim Bất Di dừng bước, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn về phía tổ đình yêu tộc. Chỉ thấy nơi này cảnh tượng hoang tàn, tiên đình năm xưa đã vỡ nát, rải rác khắp nơi, bị từng yêu tộc chiếm cứ, thành lập thế gia. Tuy các đại thế gia sinh sống rất tốt, nhưng thực ra toàn bộ yêu tộc đã tàn lụi suy yếu. Bây giờ mặt trời mới mọc, nhưng tổ đình yêu tộc đã như hoàng hôn khuất sau núi, lộ rõ vẻ bi thương của đại tộc lúc tuổi già. Tất cả lịch sử huy hoàng đều không thể che khuất thê thảm trong hiện tại. Trong lòng Kim Bất Di như có ánh lửa hừng hực, thiêu đỏ trái tim, khiến máu huyết toàn thân sôi trào, khiến huyết mạch cổ xưa như luyện vàng trong lửa, tỏa ra màu đỏ yêu kiều. Viu. Sau lưng hắn, nguyên thần vạn trượng hiển hiện, tam túc kim ô giang đôi cánh chim, yêu lực hùng hồn lan tỏa, tận tình phóng thích hỏa lực, đốt tới bầu trời đỏ rực, sáng chói hơn vầng mặt trời đang nhô lên. Yêu tộc trọng thương đã bao nhiêu vạn năm, mảnh đất này từng xuất hiện bao nhiêu đại thánh, bồi dưỡng bao nhiêu tuấn kiệt anh tài yêu tộc. Bầu trời mà cánh chim yêu tộc từng che phủ, có phải chỉ là bầu trời của tổ đình không? Kim Bất Di ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói trầm trầm nhưng vang vọng dữ dội. Tổ tông yêu tộc để lại dấu chân khắp vũ trụ tinh không, cánh chim bay qua bầu trời, che lấp cả hào quang thái dương. Bọn họ từng là những tu sĩ mạnh mẽ nhất, là chủng tộc kiêu ngạo nhất, có nền văn minh rực rỡ nhất. Bọn họ thành lập tiên đình trên tiên giới, cung điện của họ lơ lửng trên bầu trời. Bọn họ có thân thể cường đại nhất, đạo pháp tinh diệu nhất, thần thông gần với đạo nhất. Bọn họ là học giả, là lãnh chúa, là đạo sư của vũ trụ này. Không phải lũ rác rưởi quỳ dưới đất các ngươi. Huyết mạch đế tộc trong cơ thể Kim Bất Di sao động, lực lượng cổ xưa ẩn tàng trong huyết mạch không ngừng khôi phục, khiến tinh khí dâng cao trong cơ thể hắn, hình thành ngọn lửa kim ô quanh người hắn, bay tới bay lui. Ta là huyết mạch đế tộc, mang theo truyền thừa yêu đế tới đây. Các ngươi nhiều lần ức hiếp ta, ép ta truyền thụ công pháp, ám sát đánh lén. Các ngươi cảm thấy ta là người ngoài, các ngươi muốn giết chết ta, các ngươi muốn nắm giữ yêu tộc, các ngươi muốn bồi dưỡng một đại đế yêu tộc mà mình giật dây được. Nhưng bao năm qua, yêu tộc trong tay các ngươi chỉ có càng ngày càng sa sút. Giọng nói của hắn bi thương phẫn nộ, đột nhiên vẫy đao, tiếng đao ngâm réo rắt khuấy động bầu trời, xua tan sương khói. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1185, cánh tay quạt ra ngoài, 1. Sát khí dữ dội lan tỏa, đám người Hàn Yêu Hoàng hổ thẹn cúi gục đầu xuống, lại lo lắng vạn phần, chỉ e đao quang lóe lên là đầu mình rơi xuống đất. Các ngươi ù tai hoa mắt, khao khát quyền lực, lại không biết lãnh địa yêu tộc chỉ còn lại mỗi tổ đình này thôi. Các ngươi vô dụng, để kẻ địch can thiệp vào việc của tổ đình, không những không hổ thẹn ngược lại còn cho là vinh quang. Các ngươi ra tay với người một nhà, vừa uy hiếp, vừa ép buộc, vừa mai phục, vừa tính toán.
nhưng với kẻ địch bên ngoài, các ngươi lại khúm núm. Giọng nói của hắn như ma, mang theo ma tính mãnh liệt, lại như thần linh, toát lên vẻ thần thánh. Ta muốn giết lũ thần dân phản loạn các ngươi, lấy đầu các ngươi treo trên bầu trời, xem như vật tế, lễ bái liệt tổ liệt tông thời xa xưa, dùng thi thể các ngươi trải đường đi lên đế vị. Hắn tăng áp lực tới cực hạn, điềm nhiên nói, ta sẽ không khúm núm nịnh bợ kẻ địch, ta sẽ không ra tay với tộc nhân của mình, chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn các ngươi. Các ngươi là lũ bại hoại trong yêu tộc, là lũ cặn bã trong yêu tộc. Một yêu tộc khóc lên thành tiếng, nhớ lại hành động của mình, chỉ cảm thấy hổ thẹn giận dữ bằng chết. Đám người Hàn Yêu Hoàng im lặng, hồi tưởng lại hành động của mình, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, thầm nghĩ, thôi thôi, chúng ta chết dưới đao của hắn cũng coi như trừng phạt đúng tội. Nhưng, ta đặc xá cho các ngươi. Khí huyết của Kim Bất Di càng dâng cao, âm thanh sôi sục, các ngươi là cặn bã, là bại hoại, tội đáng muôn chết. Nhưng ta đặc xá cho các ngươi, ta cho các ngươi cơ hội cứu vãn. Ta cần lũ cặn bã các ngươi phấn đấu trước khi yêu tộc ta tới bước đường cùng, đánh thức càng nhiều tộc nhân đang say ngủ. Ta cần lũ bại hoại các ngươi tới trong huyết chiến sắp tới, bảo vệ đồng tộc, dạy bảo đồng tộc, truyền lại ý chí của tiền bối, truyền lại tinh thần bất diệt. Ta cần các ngươi sống như tổ tiên, ta cần các ngươi đi theo ta, để cho đời sau của các ngươi được như tổ tiên, trở thành yêu tộc đường đường chính chính chứ không phải xúc sinh cúi mình nịnh nọt. Ta đặc xá cho các ngươi. Phía xa, Phượng gia, bên cạnh Phượng Yêu Hoàng, Kim Lan sắc mặt trắng bệch, hạ giọng nói, Yêu Hoàng, ta phụ lòng mong chờ của ngài rồi. Ta đã không thể chiến thắng hắn, cướp lấy đế vị. Phượng Yêu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, nhưng yêu tộc có thêm một vị đại đế có triển vọng, chẳng phải tốt hơn sao? Hai vị đế tử Kim Đạo Ly và Kim Diệt Kỳ cũng đứng xa xa quan sát cảnh tượng này, trong lòng vừa bái phục lại vừa buồn rầu. Kim Bất Di từ khi đi vào tổ đình yêu tộc từ không có gì cả tới đứng vững gót chân, lại trở thành đế tử, bây giờ lại đoạt được dân tâm. Hắn tụ tập ánh mắt của tổ đình yêu tộc vào người, hào quang rực rỡ, mượn lực lượng của Hứa Ứng dẹp yên đợt tập kích giữa đêm của các tộc. Bắt được tộc lão các tộc và mấy ngàn cường giả, thu cả kim thân đại thánh chấn tộc. Với thực lực hiện tại, hoàn toàn có thể thắt chặt yêu tộc, dùng vũ lực ép các tộc quy thuận, từ đó leo lên ngôi vị yêu đế. Nhưng Kim Bất Di không làm thế mà lựa chọn hai bước. Bước đầu tiên chính là đoạt được dân tâm, được các con dân quy thuận, chiếm lấy đại nghĩa. Dân tâm quy thuận, vạn tâm hướng tới, đây chính là đại thế cuồn cuộn. Dựa vào đó xưng đế, không ai dám phản đối. Bước thứ hai chính là xưng đế. Lúc này hắn xưng đế là thuận theo chiều gió, không có lực cản. Nếu sau khi hắn xưng đế, trong các tộc lại có người hài lòng hoặc bí mật âm mưu phản loạn, hoặc cấu kết với tiên giới, đều sẽ là đối lập với toàn bộ yêu tộc, đối đầu với đại thế chính thống. Như vậy chỉ cần loại bỏ thôi là được. Đây là vương đạo. Nếu trực tiếp giết chết tất cả những người tập kích, xưng đế theo cách thức bá đạo như vậy, tộc lão các tộc tử thương nặng nề, tuy các tộc sẽ tạm thời thần phục, nhưng nội bộ yêu tộc ắt sẽ dậy sóng. Nội bộ yêu tộc vẫn chia năm xẻ bảy, khi đó Kim Bất Di buộc phải dùng bạo lực thống trị trấn áp các tộc. Các tộc có tâm tư riêng, thế lực bên ngoài có thể nhúng tay vào, chia rẽ các tộc, lại lập tân đế, trở thành Nam Bắc yêu đế, thế thì yêu tộc tất loạn. Dùng bạo lực trị thiên hạ, không thể lâu dài. Chính là đạo lý này. Kim Bất Di đi tới bước này có lẽ vì vô tâm, nhưng chắc chắn sẽ có người thuận thế đẩy thuyền, có xưng đế hay không thì không phải do hắn. Nhưng ngay lúc này Hứa Ứng ra hiệu cho Ngoan Thất. Ngoan Thất thấy vậy lập tức hiểu ý, hiển hiện nguyên thần ngoan xà của mình, cuộn lại trên bầu trời. Con rắn lớn dài mấy ngàn dặm vung đuôi hô to, đế, Kim Bất Di, đế, Kim Bất Di. Chương 1186, cánh tay quạt ra ngoài, 2. Quả chuông và linh tư ức cũng dồn dập hô theo, đế, Kim Bất Di, đế, Kim Bất Di. Kim Bất Di kinh ngạc, đang định lên tiếng, thì đột nhiên Hứa Ứng đặt tay lên vai hắn. Kim Bất Di quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng khẽ lắc đầu. Đám cường giả đang quỳ dưới đất đã có không ít người bị lời nói của Kim Bất Di làm cho cảm động đến rơi lệ. Giờ phút này cũng không nhịn được dâng trào nhiệt huyết, dồn dập cao giọng hô, đế, Kim Bất Di, đế, Kim Bất Di. Âm thanh này dần dần hình thành một dòng lũ lớn, nương theo ánh bình minh hé lộ. Dòng lũ này cũng theo ánh nắng lan tới từng thế gia bộ lạc yêu tộc, càng lúc càng nhiều tiếng hô vang dội, cùng gọi một cái tên.
Đế, Kim Bất Di, Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng thấy cảnh tượng này, lại nghe tiếng hô như thủy triều dâng, đột nhiên hiểu ra thế nào là đại thế. Trước loại đại thế cuồn cuộn này, tất cả mọi phản kháng đều là phí công, cho dù bọn họ là yêu hoàng cũng không có sức chống cự. Hơn nữa, đã lâu lắm rồi yêu tộc không quy tụ lại. Trong lịch sử, cũng từng có người muốn quy tụ yêu tộc, thống nhất ý chí các tộc, nhưng mãi vẫn không ai thực hiện được, do có nhiều bên ngăn cản, lại có tiên đình can thiệp. Không ai có năng lực hàng phục các tộc, nhận được dân tâm, nhưng giờ đã có. Hứa Ứng đi về phía bọn họ, mở phong ấn cho từng người một. Có một số người đứng dậy là hô theo, nhưng những người khác cho dù có tâm tư riêng nhưng thấy tình hình này cũng hiểu đại thế đã mất, chỉ có thể chậm rãi mưu đồ. Nhưng chậm rãi mưu đồ cũng mang ý nghĩa đối đầu với toàn bộ yêu tộc. Đứng trước đại thế, bất cứ ai trong số bọn họ cũng chỉ là châu chấu đá xe, chỉ có nước bị nghiền nát vụn. Nếu thông minh thì phải chấp nhận, cứ cố chống lại thì chỉ có nước tan thành mây khói. Hứa Ứng phá giải tất cả phong ấn, đưa mắt nhìn lên phù tang cổ thụ, trong lòng thầm nhủ, chắc yêu tổ cũng thấy cảnh tượng này. Nếu bây giờ hắn xuất hiện tuyên bố Kim Bất Di là yêu đế, mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương, đại thế cũng thành. Nếu yêu tổ không tuyên bố Kim Bất Di là yêu đế đương thời, như vậy cho dù Kim Bất Di xưng đế cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Tương lai, điều này sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng, chia rẽ yêu tộc. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, tiếng hô đề Kim Bất Di càng ngày càng lớn. Lúc này yêu tổ xuất hiện là thời cơ tốt nhất để lập Kim Bất Di là đế. Nhưng từ đầu đến cuối yêu tổ vẫn không xuất hiện. Tiếng hô đế càng vang dội, lên tới đỉnh điểm rồi sẽ giảm sút. Sĩ khí mà suy thì khó mà nâng lên được. Hứa Ứng đi tới bên cạnh Ngoan Thất, nhỏ giọng nói, thất gia, chờ Kim ra tới phủ tang thụ, không để tiếng hô này giảm xuống. Ngoan Thất hiểu ý, đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành ngoan xà, nâng Kim Bất Di lên cao trên đỉnh đầu, cao giọng nói, đế, Kim Bất Di. Hắn trườn về phía phủ tang thụ, kêu to, đế, Kim Bất Di. Phía sau hắn, rất nhiều cường giả yêu tộc bất giác đuổi theo, đồng thời hô hào, đế, Kim Bất Di. Đám người Hàn Yêu Hoàng thấy vậy, tuy biết, hành động lần này của Ngoan Thất có ý bức bách, nhưng đại thế của Kim Bất Di đã thành. Ngoan Thất làm vậy cũng là thuận nước đẩy thuyền, cho dù bọn Hàn Yêu Hoàng không tham dự cũng không thay đổi được kết quả. So với đứng đây, chẳng thà dứt khoát dệt hoa trên gấm, cũng tiện có chỗ cắm rùi trong triều đại mới. Bọn họ đi theo đám người, bay thẳng tới, cao giọng hô, ế, Kim Bất Di. Bọn họ bay khỏi đám người, lên phía trước, đi lên đầu đoàn yêu. Lúc này vị trí lại cực kỳ quan trọng, chỗ đứng càng gần phía trước thì càng là công thần phò tá, lập công càng lớn. Tiếng hô rung trời vang lên từ lãnh địa các tộc, tiếp đó cường giả các tộc như từng con rồng dài từ bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ cùng một nơi, đi tới bên cạnh Ngoan Thất, thậm chí bay lên phía trước Ngoan Thất, trùng trùng điệp điệp tiến về phía phủ tang cổ thụ. Hứa Ứng nhìn cảnh tượng này, đại thế yêu tộc đã hình thành, cho dù yêu tổ không muốn cũng phải để Kim Bất Di lên ngôi xưng đế. Y không đi cùng mà trở lại trong phế tích Đạo Kỷ Cung, nhặt Kim Thư Pháp môn Cảm Ngộ Thập Động Thiên lên, tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì cho dù yêu tổ lựa chọn thế nào, Kim Bất Di tới phù tang cổ thụ, hắn cũng phải đưa Kim Bất Di lên ngôi. Dân chúng yêu tộc vẫn tuôn ra như thủy triều, số lượng càng ngày càng nhiều. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm trắc trở, yêu tộc bàn cùng suy yếu lâu ngày. Dân tâm cũng khao khát có một vị yêu đế mạnh mẽ hùng hồn có thể kết thúc tình hình rối ren của yêu tộc, thống nhất yêu tộc, chấm dứt vận mệnh bị tiên giới lấn át. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1187, cánh tay quạt ra ngoài, A. Trên phù tang cổ thụ, yêu tổ đi ra khỏi hốc cây, nhìn mọi người càng ngày càng gần. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, tâm thần không khỏi kích động, đạo tâm cũng xôn xao. Năm xưa yêu tộc thập đế đặt tiên đình ở phù tang cổ thụ, hắn là yêu tổ che chở cho chúng sinh yêu tộc. Đó là lịch sử huy hoàng cỡ nào. Yêu tộc sa sút, hắn cũng từng chiến đấu vì tổ đình yêu tộc, cuối cùng vì cứu tổ thần mà bị đánh tới mức đứt rễ gãy cây. Bây giờ chỉ còn một số sợi rễ tàn giấu dưới lòng đất, bảo tồn một phần sinh mệnh. Hắn biết ẩn nấp giấu giếm, không để lộ phần thực lực này trong trận chiến tổ đình, kéo dài tới nay, mặc cho tiên giới ức hiếp yêu tộc, mặc cho quyền lực trong tộc phân tán,
chỉ lưu lại danh vọng yêu tổ. Vừa rồi, hắn muốn giúp Kim Bất Di lên ngôi, tuyên bố Kim Bất Di đăng cơ xưng đế trước mặt mọi người. Nhưng hắn còn phải đợi thêm, đây là nỗi lo của lão tiền bối, phải đợi Kim Bất Di nôn nóng, đợi tới khi tiếng hô bắt đầu suy giảm, hắn mới hiện thân, tuyên bố Kim Bất Di đăng cơ. Cứ như vậy mới có thể khiến Kim Bất Di và Hứa Ứng đứng sau màn kia biết, hắn mới là người có địa vị cao nhất trong yêu tộc. Nhưng chút mưu kế nhỏ đó đã bị Hứa Ứng nhìn ra. Hứa Ứng không để hắn tranh thủ mà để cho mọi người tới đây ép buộc. Nhưng lần này ép buộc cũng cực kỳ nể mặt hắn, dù sao Kim Bất Di cũng không trực tiếp xưng đế mà chờ Phó Huy tuyên bố lên ngôi. Hứa Ứng làm việc quá bá đạo. Yêu tổ nhìn về phía dòng lũ yêu tộc càng ngày càng gần, tâm cảnh sao động, tạm gác tính toán của Hứa Ứng sang bên, chậm rãi đi lên đài, chỉ nghe tiếng hoan hô còn vang dội hơn lúc trước. Đi trước nhất ngược lại là đế tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan, phía sau mới là Tam Đại Yêu Hoàng Hàn, Côn Phượng, sau nữa là tộc lão, thủ lĩnh ác tộc, tiếp nữa là danh túc cường giả yêu tộc, cuối cùng là dân chúng trong các tộc, số lượng rất nhiều, phủ kín trời đất. Yêu tổ giơ tay lên, Kim Bất Di không khống chế được mình bay lên từ trên đầu Ngoan Thất, hạ xuống trước mặt yêu tổ. Kim Bất Di thuận thế quỳ xuống. Kim Bất Di bản tính nhân từ, kiên nghị bao dung, hôm nay được lòng mọi người trong các tộc, có thể đăng cơ đế vị. Yêu tổ nhìn về phía dưới, bầy yêu đột nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh của hắn vang vọng trong thiên địa. Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ, Kim Lan, các ngươi cũng là đế tử. Hôm nay ta thay mặt cung đế, truyền đế vị cho Kim Bất Di. Các ngươi có dị nghị gì không? Ba vị đế tử ai nấy lắc đầu, đồng thanh nói, thần không dị nghị. Yêu tổ nhìn về phía những người khác nói, hôm nay ta thay mặt cung đế truyền đế vị cho Kim Bất Di, tộc lão các tộc có dị nghị gì không? Đông đảo tộc lão dồn dập lễ bái nói, chúng thần không dị nghị. Yêu tổ ngoắc tay, trong hốc cây sau lưng tỏa ra hào quang rực rỡ, từng luồng đạo quang tuôn trào, đó là đế bảo, đế miện, quyền trượng, ngọc tỷ, chế trung, các loại pháp bảo. Mỗi món bảo vật đều có thể so với bảo bối chí tôn, là thánh vật là tiên đình yêu tộc từng thống trị vô số năm lưu lại, chỉ có yêu đế mới có quyền nắm giữ. Đại đế đời cuối của yêu tộc không ngăn nổi đại thế thiên hạ, bất đắc dĩ nhường lại đế vị cho nhân tộc, sau khi hắn chết Hạo Thiên Thượng Đế của nhân tộc phong làm cung đế. Sau khi cung đế qua đời, trang phục của đại đế yêu tộc được giấu ở chỗ yêu tổ. Yêu tổ ban bảo vật cho Kim Bất Di lên ngôi, khoác đế bảo lên người, dìu hắn đứng dậy. Kim Bất Di đầu đội đế quan, người khoác đế bảo, tay cầm quyền trượng, ngọc tỷ bồng bềnh bên tay khác, đi tới bên cạnh đài. Bên dưới là vạn yêu gieo hò, đinh tai nhức óc. Đã rất lâu rồi dân tâm của yêu tộc không quy tụ như vậy. Chỉ có thể quyền lực của triều đình mới này lại bị thế phiệt nắm lấy, cuối cùng cũng không phải việc tốt. Yêu tổ đứng sau lưng hắn nói nhỏ, bệ hạ, trong triều không có thế lực của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị các đại thế gia chiếm quyền. Bệ hạ nên lựa chọn tinh nhuệ trong dân chúng yêu tộc, tiến hành vun vén bồi dưỡng, tới lúc vào triều sẽ là cánh chim cho bệ hạ. Đợi tới lúc cánh chim của bệ hạ vững chắc, địa vị của bệ hạ cũng không còn gì đáng lo lắng. Kim Bất Di cúi đầu, đa tạ yêu tổ chỉ điểm. Yêu tổ nói, Hứa Ứng là ngoại tộc, có thể giúp đỡ chứ không thể can thiệp quá sâu vào triều chính. Thành viên của ngươi chỉ có Linh Tư Ức, Kinh Hồng Yêu Hoàng và Ngoan Thất. Ngươi phải cân bằng thế lực các nơi, không thể để một bên nào lớn mạnh. Kim Bất Di thoáng chần chừ, lẳng lặng gật đầu. Chương 1188, cánh tay quạt ra ngoài, 4. Yêu tổ cười nói, cho dù thắng hay thua ngươi cũng là đại đế phục hưng, là minh quân của yêu tộc. Còn trước lúc đó ta sẽ giúp ngươi che gió chuyện mưa. Đợt cuồng hoan yêu đế đăng cơ này kéo dài rất lâu, các tộc chúc mừng yêu đế Kim Bất Di lập lại triều cương, lựa chọn quan viên. Bất chi bất giác đã 10 ngày trôi qua, hắn vẫn không thể trở lại Đạo Kỳ Cung. Hứa Ứng ở trong Đạo Kỳ Cung, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, càng thêm thanh nhàn. Chỉ có Quả Chuông, Ngoan Thất và Trùng Mẫu chạy tới chạy lui, bận tối mắt tối mũi. Yêu đế Kim Bất Di thành lập triều đình mới, chờ đợi phục hưng. Ngoan Thất được Kim Bất Di bổ nhiệm chức yêu quan lang trung lệnh, phụ trách cấm vệ. Tuy chức quan này không nhỏ nhưng trên tay không có ai, mà Ngoan Thất lại là công thần phò tá, thực lực trong yêu tộc không mấy cao minh, có rất nhiều người không phục. Mấy ngày nay rảnh rỗi là Ngoan Thất lại chạy vào trong hốc cây phù tang cổ thụ. Hắn được yêu tổ đáp ứng có thể quan sát kim thân đại thánh các thế hệ trước,
Vì vậy mỗi lần tiến vào phủ Tang Thụ cũng không có ai ngăn cản. Linh Tư Ức cũng là công thần phò tá, được phong làm đình úy, nhưng cũng túng quẫn, dưới tay không có ai mà dùng, cần lựa chọn nhân tài trong các tộc, bổ sung tư pháp, trưởng quản lao ngục. Mỗi lần Ngoan Thất đi vào trong hốc cây lĩnh ngộ, không bao lâu sau lại tới tìm Linh Tư Ức đòi lĩnh giáo. Cho dù mỗi lần đều bị Linh Tư Ức đánh tới tè ra quần, nhưng Linh Tư Ức giật mình phát hiện thực lực của hắn nhanh chóng tăng cường, như có thần linh hỗ trợ, không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy qua đi 2 tháng, Linh Tư Ức phát hiện Ngoan Thất đã có thể đỡ được vài chiêu thần thông của cô mới bị đánh ngã. Trong lòng không khỏi buồn bực, làm sao tu vi thực lực của thằng nhãi này tiến bộ nhanh vậy? Qua mấy năm nữa chỉ e không đánh được hắn. Chỉ quan sát kim thân đại thánh không thể tiến bộ nhanh vậy được. Ta phải đi theo xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Ngày hôm đó, Ngoan Thất làm xong công việc, lại chui vào hốc cây của phù tang cổ thụ. Linh Tư Ức lẳng lặng bám theo, chỉ thấy Ngoan Thất lễ bái yêu tổ xong là chui vào trong động. Linh Tư Ức cũng tới lễ bái yêu tổ, thấy yêu tổ định mở miệng nói chuyện, vội vàng giơ ngón tay cái lên xịt một cái. Yêu tổ đành im lặng. Linh Tư Ức bám theo Ngoan Thất, chỉ thấy thiếu niên mập mạp trắng trẻo đi tới trước những kim thân đại thánh, nhưng không dừng lại lâu, mà tiếp tục đi thẳng. Không phải hắn lĩnh ngộ kim thân đại thánh. Linh Tư Ức kinh ngạc, thầm nghĩ, phía trước là nơi cất giữ các loại công pháp thần thông, hắn đến đó làm gì? Những công pháp cao cấp nhất của yêu tộc đều bị Đại La Kim Diễm phong ấn, ngay cả yêu hoàng cũng khó lòng mở được kim diễm, thu được công pháp. Yêu ớt như Ngoan Thất, khẽ vươn tay ra thôi không khéo cũng bị Đại La Kim Diễm đốt chết. Linh Tư Ức đi theo Ngoan Thất, chỉ thấy Ngoan Thất đi thẳng tới, đến trước một đóa Đại La Kim Diễm, nhìn xung quanh, thấy không có ai là tế kim cương trác lên. Kim cương trác kia rơi về phía Đại La Kim Diễm, chỉ thấy những nơi vòng tay đi qua, kim diễm dập tắt, dưới kim diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng kim điển trong kim diễm lại lộ ra toàn bộ. Linh Tư Ức kinh hãi, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Ngoan Thất lấy kim điển ra, thu kim cương trác, lại thấy Đại La Kim Diễm trở lại như lúc ban đầu, phong ấn hoàn toàn không tổn hại gì. Đây chính là thủ đoạn mà Hứa Ứng dạy cho hắn. Linh Tư Ức tỉnh ngộ. Lúc trước Hứa Ứng nói sẽ dạy cho Ngoan Thất thủ đoạn chiến thắng Linh Tư Ức. Linh Tư Ức chỉ nghe được 2 chữ vòng tay, ngoài ra không nghe thấy gì. Có lẽ vòng tay mà Hứa Ứng nói lúc đó chính là dùng kim cương trác để trộm lấy công pháp đỉnh cấp của yêu tộc. Tu hành những công pháp này, có thể chiến thắng cô. Linh Tư Ức vừa sợ vừa giận, tiếp tục quan sát, chỉ thấy Ngoan Thất lật xem kim điển, miệng lẩm bẩm gì đó, một lúc lâu sau mới vòng trở lại. Linh Tư Ức vội vàng ẩn nấp, nhìn trộm lại, thấy không phải Ngoan Thất định đánh cắp kim điển mà là đi tới trước một kim thân đại thánh, cười nói, chính là hắn. Hắn tu luyện môn công pháp yêu thánh Đại La Tổng Chân. So sánh công pháp, quan sát thân thể là hiểu được ảo diệu. Linh Tư Ức nhân lúc hắn còn lĩnh ngộ, đột nhiên hiện thân quát lớn, Ngưu Ngoan Thất, ta bắt được ngươi rồi. Ngươi trộm công pháp yêu tộc ta sẽ nói cho yêu tổ, chém ngươi thành muôn mảnh. Ngoan Thất sắc mặt xám ngoét, quỳ sụp xuống ôm lấy chân cô nàng kêu lên, cô nãi nãi tha mạng, ta không dám. Linh Tư Ức cười nói, nếu ngươi không giúp ta mở Đại La Kim Diễm, ta sẽ tới chỗ yêu tổ tố giác ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1189, Huynh Đệ 1. Ngoan Thất ngẩng đầu, không thể tin nổi vào tai mình. Linh Tư Ức kéo hắn dậy, cười nói, tuy yêu tổ là sư phụ của ta, nhưng cực kỳ hẹp hòi, chỉ truyền cho ta một môn công pháp. Ngươi mở kim diễm khác giúp ta. Ngoan Thất ngập ngừng nói, giúp ngươi mở, chẳng phải ta sẽ không đánh được ngươi. Linh Tư Ức trợn trừng hai mắt quát, không mở, bây giờ ta đánh chết ngươi luôn. Trong hốc cây, yêu tổ ngồi xuống, giơ ngón tay ngoái tai, hạ giọng nói, cánh tay cũng ngoặt ra ngoài rồi. Ngoan Thất và Linh Tư Ức ăn trộm công pháp ngay trước mặt yêu tổ chỉ coi như không thấy, hai người, bọn họ xì xào bàn tán, hắn cũng coi như không nghe, mặc cho bọn họ trộm. Hắn chỉ trông coi các loại kinh điển yêu tộc chứ không truyền thụ, chủ yếu là vì yêu tộc vẫn luôn chờ đợi cơ hội trở mình, chờ đợi một vị chủ nhân phục hưng yêu tộc. Tùy tiện truyền thụ những công pháp này đi chỉ dẫn tới tiên giới chèn ép, cuối cùng còn không giữ được công pháp này. Bây giờ thời cơ đã tới, Ngoan Thất và Linh Tư Ức học trộm, chắc chắn cũng truyền thụ lại, đào tạo không ít nhân tài trong yêu tộc.
Nếu cuối cùng Kim Bất Di thất bại, cũng chỉ chết mất Ngoan Thất và Linh Tư Ức, công pháp trong hốc cây vẫn được bảo tồn. Hắn vì lưu giữ tuyệt học của yêu tộc mà khổ tâm bao lâu nay. Cuối cùng, Kim Bất Di cũng chỉnh đốn xong nội bộ triều đình vừa được thành lập, bấy giờ mới cầm hai vò rượu đi tới Đạo Kỷ Cung. Hứa Ứng vẫn đang nghiên cứu phương pháp cảm ngộ thập động thiên, nhưng quyển Kim Điển đã được y đặt sang bên, không cần đọc nữa. Pháp môn lĩnh ngộ trong Kim Điển vốn chỉ là suy đoán, bản thân người sáng tác cũng không luyện thành. Còn Hứa Ứng đã mở lục đại động thiên, là phái thực chiến. Sau khi hiểu được đạo lý, tứ đại động thiên phía sau, y chỉ cần tự lĩnh ngộ là đủ. Kim Bất Di đưa một vò rượu tới, ngồi thẳng xuống phế tích, mở nắp vò, nửa đầu nâng chén, uống tới lửng dạ mới dừng lại, thở dài một tiếng. Hứa Ứng vốn đang lĩnh ngộ, thấy vậy cầm vò rượu lên đi tới bên cạnh hắn, cũng mở nắp vò, uống một ngụm lớn. Rượu này không biết ủ từ năm nào mà tửu lực mạnh mẽ, lại mang theo lực đạo tiên dược, như uống một vầng mặt trời, thuận theo cổ họng chảy xuống. Đợi tới lúc vào bụng, được lực và tửu kinh mới bùng nổ, nguyên khí rào rạt hóa thành luồng nhiệt, men theo ngũ nhạc tiên sơn, đệ nhất huyền quan chảy lên, tới thẳng ngọc kinh. Còn nguyên thần cũng lảo đảo như đang say rượu, hết sức diệu kỳ. Sau khi đạt được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ta đã ý thức được rất có mình không cách nào trở lại như lúc ban đầu, không thể gọi ngươi là tiểu chủ nhân như xưa. Tay phải Kim Bất Di cầm vò rượu, ba chân ngồi tách ra, nhìn về phía xa, dáng vẻ mê mang, ta muốn làm chút chuyện có ý nghĩa cho yêu tộc, không thể sống đờ đẫn ngây ngốc nữa. Ta theo Kinh Hồng Yêu Hoàng tới tổ đình yêu tộc, thấy yêu quái trong yêu tộc không có địa vị, sống như cỏ dại, thấy đám người quyền cao chức trọng trong yêu tộc vẫn sống trong rượu chè hoan lạc. Ta thấy được lịch sử huy hoàng của yêu tộc ở chỗ yêu tổ, ta cảm thấy mình có trách nhiệm trấn hưng yêu tộc. Hắn hạ giọng nói, từ khi ta làm đế tử, truyền công, cầu kiến tổ đình cho tới bây giờ xưng đế, gây dựng yêu đình, trong lòng luôn thấy hoang mang khó hiểu, không biết làm sao. Hứa Ứng nhìn về xa xăm, ngắm gió cuốn mây bay, cười nói, ngươi nói xem, để ta thử khuyên bảo ngươi. Kim Bất Di chán nản nói, ta không biết những gì ta làm bây giờ có phải đúng với mong muốn trong nội tâm của ta không. Lúc trước ta đi, theo ngươi, ngươi mất đi ta đi tìm ngươi, người khác ức hiếp ngươi thì ta liều mạng với hắn. Ta nhìn ngươi tu luyện, nhìn ngươi và Yến Bảo Nhi yêu mến nhau, ngươi nhìn các ngươi thành gia đình nhỏ. Các ngươi đi đâu ta theo đấy, các ngươi ôm nhau, ta đậu trên phù tang thụ sau lưng các ngươi. Mọi chuyện đều đơn giản, nhưng cũng đương nhiên. Hắn là Kim Ô mà Hứa Ứng ấp, đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc tiểu chủ nhân Hứa Ứng. Khi đó hắn coi bản thân như một thành viên của gia đình này. Ngươi lại biến mất, ta vẫn tìm kiếm như trước, mãi tới khi già cả lú lẫn, ý nghĩa cả cuộc đời dừng lại ở đây. Kim Bất Di càng mê mang, uống một ngụm rượu, lẩm bẩm, thế nhưng ngươi lại đánh thức ta khỏi suy vong. Ta dần dần thông minh, dần dần trẻ lại, nhưng ta đột nhiên phát hiện mình không cách nào bay lượn tự do tự tại theo ngươi như trước, không cách nào lướt qua từng bầu trời từng đại lục tìm kiếm bóng dáng ngươi. A Ứng, ta không thể trở lại tâm cảnh như xưa. Hắn rất khó xử, không nhịn được rơi lệ. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời. Chương 1190, Huynh Đệ 2. Một lúc lâu sau, hắn mới bớt đau lòng, cười nói, Kim gia, ngươi biết điều gì khiến ta vui vẻ nhất không? Là trong lời nói của ngươi có rất nhiều chữ ta. Kim Bất Di ngây ngốc, không hiểu vì sao y lại nói vậy. Hứa Ứng cười nói, lúc trước ngươi nói chuyện, trong lời nói có rất ít chữ ta. Cuộc sống của ngươi, mọi chuyện ngươi trải qua có rất nhiều Hứa Ứng. Ngươi bị hai chữ Hứa Ứng này chiếm cứ cả cuộc đời, ngươi không có bản thân, ngươi chỉ có Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng lại hy vọng ngươi có thể có được chính mình. Y uống sạch vò rượu, nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm, trong lòng Hứa Ứng, Kim Bất Di không phải yêu thú mà hắn nuôi dưỡng. Kim Bất Di là Kim Bất Di, hắn có cuộc sống của mình chứ không phải lúc nào cũng tìm kiếm Hứa Ứng. Kim gia, lúc trước luôn là ngươi tìm kiếm ta, thấy ta sống cuộc đời mới. Nhưng lần này là ngươi sống cuộc đời mới của ngươi. Y nhìn Kim Bất Di, cười nói, ngươi là Kim Bất Di, không phải Kim Ô nhà Hứa Ứng. Ngươi là huynh đệ của Hứa Ứng. Ngươi lúc trước là tuổi thơ của ngươi. Bây giờ tuổi thơ của ngươi đã kết thúc, ngươi có thể bắt đầu tự lập được rồi. Kim Bất Di cảm động, trong mắt có hỏa lệ chảy ra, nhấc vò rượu cười nói, là huynh đệ. Hứa Ứng cũng nhấc vò rượu, cụng nhẹ với hắn một cái, cười ha hả nói, là huynh đệ,
ta còn lo ngươi lên làm yêu đế, không nhận thân thích nghèo này chứ. Kim Bất Di cười ha hả, hai người uống rượu, cũng vò. Kim Bất Di quên đi thân phận hiện tại, ngồi trong phế tích nói chuyện uống rượu với Hứa Ứng, không coi ai ra gì. Uống xong, hắn lại sai người đưa rượu tới. Hai người uống tới tận đêm khuya, đều say khướt. Lúc này Kim Bất Di mới theo Kinh Hồng Yêu Hoàng trở lại đế cung. Hứa Ứng ngồi trên phế tích, uống rượu một mình. Một lúc lâu sau, trên gương mặt y có hai hàng lệ chảy xuống, nước mắt rơi vào vò rượu, phát ra tiếng lộp bộp. Trong lòng y chỉ cảm thấy Kim Bất Di bầu bạn với mình rất lâu, cuối cùng cũng lớn lên, đi khỏi. Y cảm thấy vui mừng, nhưng đa phần lại là khổ sở. Kim Bất Di là người nhà của hắn, giờ ra ngoài tự lập, sau này trung dụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nghĩ tới đây, cho dù là rượu ngon nhất của yêu tộc cũng không thể xoa dịu tâm linh của y. Ngày hôm đó, y cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi Kim Bất Di đi khỏi là lại vùi đầu vào công việc, số lần tới gặp Hứa Ứng càng ngày càng ít, Hứa Ứng dứt khoát ở lại Đạo Kỷ Cung, tiếp tục chỉnh lý pháp môn cảm ngộ thập động thiên. Người sáng tạo ra pháp môn cảm ngộ thập động thiên không thể đi tiếp theo đường này nhưng lại gợi ý rất lớn cho Hứa Ứng. Lúc trước Hứa Ứng mở lục đại động thiên là nhờ lĩnh ngộ của bản thân đối với đạo tràng Thái Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân mới mở được lục đại động thiên. Nhưng y không hiểu ý nghĩa trong đó, cũng không hiểu quy tắc của nó, y chỉ thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ y có phương hướng, biết ngoài lục đại động thiên còn có tứ đại động thiên, ứng với sinh tử, đạo hưu và hỗn nguyên thái nhất. Biết phương hướng là có thể bỏ công bỏ sức theo hướng đại đạo. Có phương hướng, có mục tiêu, Hứa Ứng có thể lựa chọn đạo lý kiến giải liên quan tới ảo diệu sinh tử mà mình lĩnh ngộ được, coi đó là điểm đột phá, cảm ngộ tiên đạo. Y lặng lặng cảm ngộ, bất chi bất giác xuân đi thu tới. Yêu tổ vẫn tiếp tục chờ đợi, thi thoảng lại ra khỏi phù tang cổ thụ, ngóng nhìn Đạo Kỷ Cung mưa gió không ngừng. Để hắn lĩnh ngộ pháp môn cảm ngộ thập động thiên trong thời gian ngắn ngắn vậy mà muốn mở được động thiên sinh tử chi lực, đúng là làm khó hắn. Trong lòng yêu tổ thầm nôn nóng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng trước tam giới triều tịch. Triều tịch càng ngày càng gần, sóng gió ắt sẽ lên cao, hắn nhất định phải khởi tử hoàn sinh trước lúc đó. Nếu không đến lúc triều cường, yêu tộc không chịu nổi cuồng phong vũ bão. Khi đó, hắn phải tranh thủ thời gian cho yêu tộc. Ngay lúc hắn nôn nóng, đột nhiên trong Đạo Kỷ Cung có hào quang ngất trời, xuyên thấu tận mây xanh. Trong lòng yêu tổ có cảm ứng, nhảy xuống khỏi bồ đoàn, không kịp xỏ giày, đi chân trần chạy ra gốc cây, lao lên trên đài. Hắn vốn luôn chú trọng hình tượng, nhưng giờ phút này cũng bất chấp, tới lúc ra ngoài mới để ý thấy mình đi chân đất. Yêu tổ không về đi giày, nhìn về phía Đạo Kỷ Cung, chỉ thấy hào quang kia là đạo quang ẩn chứa đạo diệu. Rơi vào mắt người khác chỉ là ánh sáng bình thường, nhưng hắn nhìn vào lại thấy lĩnh ngộ và lý giải của Hứa Ứng đối với sinh tử. Tuy hắn không hiểu nhưng vẫn có thể ngắm nhìn. Ánh sáng kia hội tụ trên bầu trời, dần dần hình thành vòng xoáy, khuấy động phong vân, khiến mây gió xung quanh cũng xoay tròn theo. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.